Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh của mình. Và trên tay mình đang là bức tranh về nhân vật Homer Simpson đang cầm một chiếc bút chì khổng lồ rất là to này. Đây là một phân cảnh trong series phim hoạt hình The Simpsons khá là nổi tiếng. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh về nhân vật này nhé. Mình sẽ tô màu xanh cho phần chiếc áo mà nhân vật này đang mặc trước. Đây, chúng ta sẽ tô màu cho hình ảnh cái phần chú bướm này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu cam trước tô màu cho phần thân nhé. Và mình sẽ tô màu xanh dương cho chiếc quần mà nhân vật Homer lại đang mặc. Đây mình sẽ dùng màu cam cho. Một chú bướm này có rất là nhiều chi tiết khác nhau nhé. Mọi người càng tô màu nhiều màu sắc, cái hình ảnh của mình nó càng đẹp, nó càng sinh động ấy. Và chiếc bút chì mà nhân vật này đang cầm thì mình sẽ tô màu cam cho chiếc bút chì đúng không? Và mình sẽ tô thêm một ít màu vàng. Ok, và mình sẽ tô một xanh lá cho chiếc bút chì này. Sau khi tô một xanh lá xong rồi chúng ta sẽ tô một xanh dương nhé. Thêm một ít màu nâu cho phần phục bẩn trên chiếc bút chì này. Bên phải mình sẽ tô một chút thôi. Sau khi tô màu xanh dương xong thì mình sẽ dùng màu xanh lá. Đây là mình đã tô màu cho hình ảnh cái chú bướm này các bạn ạ. Có rất là nhiều màu sắc khác nhau và chúng ta có thể tham khảo nhau luôn. Thêm một ít màu xanh. Chú bướm rất là nhiều màu sắc này, mọi người sẽ tô càng nhiều màu sắc, cái này của mình nó càng sinh động và nó càng đẹp hơn đấy. Nên là mình bảo mọi người đồ rất là tô nhiều màu sắc này nhá. Rất là xinh. Cái video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu cho một chú bướm nhiều màu sắc xinh lung linh thế này đã được thành công hoặc không. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tô màu tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Và xem video thì nhớ ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một like, một share cũng như là ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều cái video tô màu nữa ở trên kênh YouTube của mình các bạn. Bye bye.
và mái tóc của nhân vật Homer Simpson này, mình sẽ tô màu vàng cho mái tóc của cậu bé này nhé. Và bức tranh về nhân vật Homer Simpson đang cầm một chiếc bút chì khổng lồ này đã được mình tô màu hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình trong bức tranh của mình. Mọi người đã quay trở lại channel. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên YouTube của mình. Bye bye. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô.